thế này làm sao mà chấp nhận được hả anh? Thì em cũng phải thấy kinh tế bây giờ đang rất là khó khăn, em phải thông cảm cho anh chứ. Sao làm người đâu còn phải vô tình vô tính như thế đâu em. Cái gì ạ? Vô tình vô tính ấy ạ? Em hỏi anh nhá, con của anh học kỳ 1 12 lần yêu cầu gặp phụ huynh, lần nào em cũng lên gặp cô giáo chủ nhiệm. Bây giờ cháu được hạnh kiểm trung bình khá, đủ điều kiện lên lớp rồi. Anh đưa cho em như này thì em lỗ à? Lỗ cái gì mà lỗ? Nghề nghiệp của em có phải bỏ vốn bỏ liếng gì đâu mà em kêu lỗ. Cầm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu rồi, còn lằng nhằng. Cứ ngại đi đâu? Đi đâu, bỏ tay ra ra. Không giả tiền tôi đừng có đi. Ở đây đông người, tôi không thích ai chạm tôi đâu. Nào buông tay tôi ra, ở đây đông người, buông tay tôi ra. Này, làm cái gì đấy hả? Gọi người đến à? Tôi không nói chuyện với hai người đâu nhá. Cháu dở giọng như thế là không có được đâu. Làm ăn ý, nó phải đàng hoàng tử tế. Tiền nong đã chốt như thế nào